Lệ Quyên tậu luôn biệt thự khủng hậu ly hôn chồng đại gia. Căn biệt thự mới tậu của Lệ Quyên được cho là có giá trị không vừa. Cuối tháng 10 năm 2020, Lệ Quyên chính thức xác nhận ly hôn chồng đại gia sau nhiều lần vướng nghi vấn giận dứt. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống độc thân vui vẻ và sang chảnh. Cho tới chiều ngày 16 tháng 12, Lệ Quyên gây choáng khi lần đầu hé lộ toàn cảnh căn biệt thự khủng mới tậu. Bức ảnh chụp từ phía ngoài cũng đủ thấy được độ sang trọng và giá trị đắt đỏ của căn biệt thự này. Không có ai sinh ra đã là ngôi sao hay thiên tài. Thành quả có được là sự nỗ lực, bản lĩnh, tài năng, nhân cách cộng chút may mắn thiên thời địa lợi nhân hòa. Tính cách tạo nên số phận, đừng quên, chẳng có ai bước giùm bạn. Bởi vậy cứ vững vàng từng bước mà đi thì sẽ chẳng bao giờ sợ thử thách nào cả. Độc lập, tự do, hạnh phúc, Lệ Quyên viết. Lệ Quyên khoe biệt thự khủng mới tậu sau ly hôn. Và ngay sau khi đăng tải, rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới Lệ Quyên, không quên dành cho cô nàng lời khen ngợi về căn nhà mới tậu. Đẹp xỉu nha chị ơi, nhà đẹp lắm, chúc mừng em. Nhà đẹp quá, chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài biệt thự khủng này, Lệ Quyên còn sở hữu xe sang và hàng loạt những món đồ hiệu xa xỉ. Cô là mỹ nhân sở hữu gia tài đáng ngưỡng mộ trong showbiz. Trước đó, Lệ Quyên và chồng cũ sống trong căn biệt thự sang trọng, thiết kế theo phong cách châu Âu, nằm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, Lệ Quyên và chồng cũ tậu cơ ngơi triệu đô rộng 400m² ở California, Mỹ. Căn nhà này cô mua với mục đích để nghỉ ngơi và sinh hoạt mỗi lần sang Mỹ lưu diễn. Lệ Quyên khẳng định độc lập, tự do, hạnh phúc sau ly hôn. Và ngoài biệt thự bạc tỷ, Lệ Quyên còn sở hữu nhiều đồ hiệu nhẫn kim cương đắt đỏ. Bà mẹ một con sở hữu xe siêu sang với giá lên tới 16 tỷ đồng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.